gái siro. Đây ra nào kìa, ra chị bé nào kìa, ra chị bé nào, Ego chơi với bọn đi. Ra ôm hai em cái, không cho em liếm. Em liếm thì bảo yên để chị ôm, không có liếm. Đấy, chị đi chị báo mẹ chị là con Ego nó liếm con rồi đấy. Siro cho chị ôm tí. Đây ra nào kìa, ra chị bé nào kìa, ra chị bé. Thế chị bon bảo bế em mà lại chẳng bế gì kìa. Ra bế nào mà chả thấy bế gì. Yêu nào. Ego cho chị ôm Ego cái đi. Em Ego mới có hai mấy cân thôi, chưa được 30 cân. Bon bao nhiêu cân rồi? Bon 10 cân. À, thế thì nó hơn gấp đôi rồi. Lau cho em á, ra lau cho em Ego á. À, ôi giời, lau cho em nằm ở đây toàn cát, con lau cho em, con lau hết cả cuộn giấy thì mới sạch được. Thôi được rồi. Thôi Ego hấp vừa thôi. Kìa, chị lau cho cái cho sạch kìa. Chị lau cho Ego kìa. Cảm ơn chị đi, Ego cảm ơn chị đi. Liếm yêu chị cái nào. Cảm ơn chị đi nào. Chỉ được, chị ôm rồi thôi. Em Ego em mới to hơn bọn bế làm sao được. Gớm. Có em Ego em có bế bon thì bế, chứ còn bon là sao bế được em. Người em bẩn hết rồi. Toàn cát là cát. Bẩn quá. Thôi kệ đi, tí về nữa, tí về rồi lau cho em sau. Chứ em còn nằm đây giờ thì chị bon lau rồi tí em lại bẩn. Có mà lau hết cả cuộn giấy. Lau thế mệt lắm, lau mỗi mặt thôi, còn người không cần lau đâu. Xem là mặt có bẩn không thì lau. Mặt bẩn thì lau thôi, chứ còn người không cần phải lau. Rửa mặt thôi. Được rồi, sạch rồi, sạch lắm rồi. Còn người thì thôi, giờ chị Bon lau mặt của chị Bon đi thôi nào. Rồi, mặt em sạch rồi đấy. Được rồi, hết giấy của mẹ rồi, không được nữa. Mặt em sạch rồi, bây giờ ôm em được rồi, bây giờ ôm bao giờ. Còn người thì thôi, hết luôn cả cuộn giấy bây giờ. Siro anh dặn Siro làm sao, cái đấy là để cắn nghịch thôi chứ không phải để ăn nhá. Nào bụp giờ. Ui giời, ông Ego ông đứng dậy cái bụi mù mịt, chỗ này nhiều cát quá. Mai phải quét chỗ này đi. Thôi hai đứa lại ngồi xuống đi. Chờ anh uống nước xong rồi về. Đưa đây cho anh. Nào.
nói con Ego không nghe không? Nói con Ego mà không nghe là cho hai đứa về luôn bây giờ này. Thế nào trong TV đây? Siro. Thế nào trong TV đây?